Chào tất cả các bạn. Đây mình chia sẻ các bạn trái vú sữa hoàng kim thì chín cái nào là ăn ngon nhất. Thì màu vàng cái nào là ăn ngọt nhất. Thì trên tay mình đây là bẻ trái hoàng kim nè. Trái này khoảng 450 g nha các bạn. Trái này rất là to luôn. Thì để biết mà trái mình ăn ngon nhất, ngọt nhất á thì mình bẻ xuống thì các bạn thấy là trái này là nó ăn ngon nhất, là ngọt nhất. Thì để mình nhận biết thì mình sẽ nhìn lên trên cái nấm nha các bạn, trên cái cuống nè. Thì nếu mà các bạn thấy có cái nấm xanh ở trên cái cuống nè, nó vẫn còn đấy ha, là cái trái như vậy là mình chẻ ra ăn rất là ngọt, rất là giòn, rất là ngon luôn. Trái này là chín là gì là ăn rất là ngon luôn nè các bạn. Còn nếu mà các bạn để cho nó chín mùi, nó mất tiêu cái nấm xanh này đi nè, cái nấm xanh này trên đây nè, nếu mà nó mất tiêu mà nó vàng hết trơn nguyên cái trái luôn nha, là cái trái mình ăn nó bị lạc nha các bạn, nó không ngon. Thì các bạn nên nhớ là mình bẻ mình ăn á, mình bán á, thì nó còn cái nấm xanh trên đây nè, ăn còn cái nấm xanh gì nè, thì trái mình ăn nó rất là ngon, rất là ngọt luôn. Cái nên cái này là cái bí quyết mình chia sẻ cho các bạn biết nha. Thường là mình bẻ mấy trái còn cái nấm gì nè các bạn, còn nấm xanh trên đầu cuống nè, ăn rất là ngọt luôn, ngọt cực kỳ luôn. Cái này là bẻ xuống ăn liền là rất là ngọt luôn nha các bạn. Các bạn không nên để hoàng kim mình chín hết trơn, vàng hết trơn là không, còn nấm xanh thì ăn rất là lạc, còn cái nấm xanh như vậy là ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Rồi, video tới đây mình xin kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một cái đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người xem tham khảo nha các bạn. Hẹn các bạn những video mới nha.